Ngày 8 tháng 10, người dân Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình cho biết quanh khu vực suối đầu nguồn gần nhà máy nước sông đà sinh ra một mùi khét, lẫn dầu đã qua sử dụng. Ảnh người dân cung cấp. Sáng ngày 9 tháng 10, công ty cổ phần đầu tư nước sạc sẽ sông đà thấy có dán dầu tại suối bằng, sau đó phát hiện trên đường liên xã hợp thịnh Phúc Tiến Phú Minh có đổ thải dầu, dầu tràn xuống suối bằng. Công ty đã rải các toàn cục bề mặt đường có dính dầu, huy động công nhân và thuê người dân đi dứt dầu. Chiều ngày 9 tháng 10, công ty báo sự việc với công an xã Phúc Tiến và công an huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. Sự việc khiến hàng loạt hộ dân ở Hà Nội thấy nước có mùi khét, đục ngầu, không dám sử dụng để sinh hoạt. Ảnh Anh Huy Ngày 11 tháng 10, Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành đi lấy mẫu nước xét nghiệm sau phản ánh của người dân về nước có mùi lạ. Ảnh Cát Tường Ngày 12,13 10 trong khi chờ cơ quan công dụng lên tiếng thành quả, người dân phải mua nước đóng bình hay nước đóng chai của các hãng để về sử dụng. Ảnh Anh Huy Ngày 14 tháng 10, tại họp báo Soàn Kỳ Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức cho biết nhà máy nước sạc sẽ sông đà bị ô nhiễm là do đổ trộn dầu. Ảnh Tờ Cờ Cũng trong ngày 14 tháng 10, công ty cổ phần đầu tư nước sạc sẽ sông đà thế hệ có văn bản gửi sở xây dựng Hà Nội lên tiếng về hiện tượng dầu loan. Đồng thời ông Nguyễn Văn Tốn tổng giám đốc công ty cho rằng công ty không vương biết thông tin, khẳng định mùi lạ chỉ là mùi lâu và nước không có vấn đề gì. Ảnh Nguyễn Hà chiều 15 tháng 10, tại cuộc họp giao ban báo chí thành ủy, ông Lê Văn Dục giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng thành quả xét nghiệm nguồn nước. Theo đó các mẫu nước xét nghiệm đều có lượng ti ren cao 1,3 đến 3,6 năm lần quy chuẩn. Khuyến cáo người dân chỉ dùng nước để tắm giặt, không dùng để ăn uống. Ảnh Nguyễn Hà Chiều tối 15 tháng 10, công ty nước sạc xã Hà Nội ra lên tiếng khẩn về việc cung cấp cấp nước cho các khu vực dân cư bị ảnh hưởng từ nguồn nước mặt sông Đà. Đến tối 15 tháng 10, văn phòng chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ dẫn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu điều tra, làm rõ rệt vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ảnh Sơn Tùng Trong đêm 15 tháng 10, nhiều khu dân cư tại Hà Nội đã phải xếp hàng để chờ. Nhận nước sạc sẽ. Ảnh Thế Tùng Ngày 16 tháng 10, công ty cổ phần đầu tư nước sạc sẽ sông Đà đã ra lên tiếng về việc tạm dừng cấp nước sạch sẽ để thao rửa bể chứa, xúc rửa toàn cục đường ống. Ảnh Kế Tùng Ngày 16 tháng 10, công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, cơ quan điều tra đã xác định được các nghi phạm trên. Ảnh Tô Kế Ngày 17 tháng 10, tại cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Đăng Khoa phó giám đốc công ty cổ phần nước sạc sẽ sông đạt không có lời xin lỗi đến người dân và cho rằng chúng tôi là nạn nhân lớn nhất. Ảnh Tô Kế Ngày 17 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trương Đại và Hoàng Văn Thám để điều tra. Ngày 20 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Lý Đình Vũ, kẻ được cho là Thuê Nguyễn chân Đại và Hoàng Văn Thám, nghi phạm đổ chất thải khiến nguồn nước sạc sẽ sông đà bị ảnh hưởng đã ra đầu thú. Đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để chuyển giao cho Công an tỉnh Hòa Bình xử lý theo thẩm quyền. Công bố thế hệ nhất của Sở Y tế Hà Nội ngày 20 tháng 10 về thành quả xét nghiệm chất lượng nước sông đà cho thấy, các mẫu xét nghiệm đều cho thành quả ở ngưỡng an toàn. Ảnh Tô Thế